Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhật Bản. Mọi người hôm nay tiếp tục quay cần câu cho mọi người lựa này, cần câu lục, câu iso, câu lua. Đấy. Đấy. Đây, đầu tiên đây mọi người. Đây qua nha mọi người, đây qua. Đây qua. Cái cần này chất liệu phíp nè. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90% trở lên nha mọi người, 90% trở lên. Đấy. Bát Fuji FX7 nha, Fuji FX7. Dàn fan này. Đấy, chỗ này có nứt đứt này. Chỗ này có đứt này, kim loại có đứt nhé, mọi người về nhỏ xí keo vào đây, cho xí keo vào đây cho nó chắc nhé. Đây, đây đứt này, đây đứt này, đây đứt này. Đấy. Phan thì hơi hang hang rồi, mọi người về đánh đi nhé, đánh đi nó sạch thôi. Đấy. Đọt. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng, cái này có ba lóng thôi nha mọi người, ba lóng tất cả, ba lóng. Cần này dài 3 mét, thu vào như thế này là 1m17 nha mọi người. Đường kính của cái độc đỉnh của nó là 2,5 ly, cân nặng 320 gram, 320 gram nha mọi người. Cây này cây số 1. Đây là mình bán 300. Số 1 300 nha mọi người. Tiếp theo số 2. Số 2 một cái cần hiệu gì đây thì không thấy tên nữa rồi. Chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 75 80% thôi. Này, nhìn nó hơi bạc bạc xíu xíu. Ở chỗ này nữa nè. Chỗ này hình như nó chế như cái gì trong này không biết, mình cũng không có mở ra cho mọi người đây, đúng rồi, mọi người thấy đó. Chế cái gì trong đấy, bát Fuji FS6 này, dàn phan đứt gãy này, gãy này, phan này như cũng có thay rồi sao. À. Cây này nó dán cái gì chỗ này? Cây nha mọi người, một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, ba đoạn. Cái này như carbon đó ta, răng như carbon ấy. Cái cần này dài 2,5 mét, thu vào là 1,19 m, đường kính của cái độc đỉnh là 1,2 ly, cân nặng 160 gram. Đây này tay số 2, cái này bán 200, số 2 200 nha mọi người. Tiếp theo số 3, một cái cần này hiệu đây Submix Mix Seal gì đây, chất liệu là phíp nha mọi người. Cái cần này chất liệu phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng 90% trở lên. Đấy, bát Fuji FS6 này. Phan, cái phan chỗ này thì gần bung đây rồi. Đấy. Rồi về mọc lại dài, dán cái AB lại cho nó cứng. Hay là thay luôn đi. Này, cái này có nứt đứt này, này nứt đứt này. Đấy.
gần là dài 3 mét, thu vào là 1 mét mốt. Đường kính của cái độc đỉnh của nó là 2,8 ly, cân nặng là 220 gram. Này, số 3 và này vẫn 340 nha mọi người. Tiếp theo cái cần hiệu gì đây cũng không thấy nữa. Cái cần này cầm khá là nhẹ nha mọi người. Đây, cái dây nhựa này người ta quấn lại nè, đấy. Cái nắp đít này cũng bị bung, người ta dán da lại. Đây, dàn phan. Cái này nhìn phan còn ngon ghê á. Này, phan còn đẹp nha mọi người. Đấy, dàn phan còn đẹp luôn, không bị gãy nứt. Này, cái đầu coi như bị thay rồi nha mọi người. Đầu bị thay rồi, rất là mảnh. Thay cái độc rất là mảnh nha mọi người. Đây, thay độc mảnh này, câu cá cảm giác này. 1 độc này người ta thay mấy cái ống độc chỗ này. Đấy, chỗ này có đoạn nối này, này có đoạn này, đây có đoạn này. 1, 2, 3, cái đoạn này nối liền không rút được nha mọi người. Đây, có đoạn đây nữa này, 4, riêng cái thanh này là 4-5 đoạn rồi. Đấy, riêng cái thanh này là 4-5 đoạn rồi mọi người. 1, thấy cái thì rút là 1, 2, 3, 4, 5, 6. À, giờ mới phát hiện ra cái cần này như cần tay mọi người ơi. Cần này là cái cần tay nhé, cần này cần tay người ta chế lại, cần tay người ta chế lại thành cần máy nha mọi người. Cần tay chế lại thành cần máy nè. Ở đây lên ở đây chắc sẽ có một đoạn này, tại vì đây có một đoạn rút được nè, đây có một đoạn rút được, nhưng người ta dán kỹ lại luôn rồi nè. Đây này, đây luôn, đây tới đây, tới đây có đoạn nữa, cách nhau khoảng cỡ chưa đầy 40 phân, khoảng cỡ 30 phân á. Đây, đoạn này nữa, đây đây đoạn nữa nè, đây đây tới đây một đoạn này. Đấy, nhiều lắm lắm. Cây cần tay mini thu gọn thế này mọi người nè, người ta lái ra người ta chế thành cần máy. Đấy, hóa ra đây là một cái cần chế nha mọi người, chế nhưng mà được cái dàn khoan còn ok. Dàn khoan còn ok nha mọi người. Đấy, khoan là bô ok. Bát Fuji FS6 luôn. Cọc khoan, cọc cái bát ngược luôn. Này, cần này dài 3,5 mét, thu vào là 1,04 mét này. Đường kính cái độc á là 0,8 ly, cân nặng 160 gram. Đây là cây số 3, số 4. Số 4. Cần này mình bán 180.000. 180.000 nha mọi người. Tiếp theo. Cái cần này. Cần này như China xuất nhập. Đấy. Cần này China xuất nhập nhìn rất là mới nha mọi người. Đấy. Thì nó mắc một cái đầu bu, với lại hình như mắc 2 cái phan rồi mọi người. Mắc cái đầu bu, mắc 2 cái phan rồi. Còn dàn phan đi thì còn ok, mới toanh mà. Đấy, phan còn ok nhé. Mọc lắm. Hai lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng nha mọi người. 5 lóng tất cả.
tầm lóc gần dài 29, thu vào là 89 cm, đường kính của cái đầu đỉnh là 1,5 ly, cân nặng là 220 g nha mọi người. Này cây số 5. Này số 5. Đây này 150.000. Số 5 150.000 nha mọi người. Tiếp theo cái cần số 6. Đây. Tay của nó đây. Cần này chất liệu carbon nha mọi người, cần carbon. Này, carbon. Cần này ngoại hình của nó khoảng 95%. 95% là đây nha mọi người. Đấy. Vàng phan này. Phan ok nha mọi người. Đấy, đầu. Carbon. Một, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng nha mọi người, năm lóng. Bắp vặn, năm lóng nha mọi người. Cần này dài 2,5 m, thu vào là 82 cm, đường kính độc đỉnh là 1,6 ly, cân nặng là 220 g. Đấy. Cần này số 6. Đó. Cần này 500 nha mọi người. 500 carbon. Tiếp theo. Số 7 là cái cần này. Cái cần này là cần đai hoa nha mọi người, đai hoa. Giá có một khúc này thôi. Đấy. Cái cần này bị mắc cái nắp đít rồi nè, mắc cái nắp đít rồi, mọi người về chế cái nắp su rồi nhé. Batsuji FTX28, dàn phan của nó. Đây, dàn phan của nó còn ngon luôn người, phan Fuji đấy, phan Fuji này. Đầu của nó đây. Khoan người ta gia cố thêm. Khoan này người ta có, hình như nó có bung sơn, người ta dán keo lại nha mọi người. Đây, mình thấy nó bị long long ở đây. Này. Đấy. Nó long long đây nhá. Mọi người về cọc cước. Cọc cước vào đây xử lý nhé, cọc cước xử lý cho nó cứng lại nhé. Đấy. Cọc cước cọc nhựa vào đây. Đấy. Đọc rất là cứng cáp nhé. 1 2 3 4 5 6. 6 lóng nha mọi người, 6 lóng tất cả. Sáu lóng tất cả. Cái cần này dài 2,7 m, thu vào là 64 cm, đường kính độc đỉnh là 2,2 ly, cân nặng là 360 g. Cái cần này số 8. Số 7 chứ. Số 7 350.000. Còn số 7 350.000 nha mọi người. Tiếp theo số 8 là cái gần này. Đây. Mắt rồi. Excellent. Đây mọi người. Cần này chất liệu là phíp
ngoại hình của cái gần này khoảng 90%, 95% nha mọi người, 95%. Bát Fuji FX7 này, thằng này cần cao ISO nha mọi người, cần cao ISO. Fan Fuji này, dàn fan Fuji này, còn đẹp này, ok. Này, đầu một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng tất cả nha mọi người, năm lóng. Bát Fuji FX7 cần này dài 4,5 m, thu vào là 1,05 m, đường kính đột đỉnh của nó là 2 ly, cân nặng là 340 g. Gần này cần số 8 này 300 nha mọi người, 8 300. Tiếp theo cần số 9 là cái Eco Club này, cái này chắc hàng Taiwan hay là China gì xuất Nhật rồi. Đấy, Fuji FX6 bát này, cần này chất liệu là phíp nha mọi người, cần cao ISO. Đấy, ISO ngoại hình của cái gần này khoảng 90-95% nha mọi người, 90-95% trở lên nhé, rất là mới đẹp. Đọc một lóng, hai lóng, ba, bốn, năm lóng tất cả. Năm lóng. Cần là dài 4,4 m, thu vào là 1 m, đường kính đột đỉnh là 2 ly, cân nặng là 320 g. Gần này cần số 9, số 9 gần này 300 nha mọi người, số 9 300. Tiếp theo số 10 là một cái cần ISO, cần Olympic nha mọi người, cần Olympic, chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng 85%. Này, bát Fuji. Này, cọc là cái mát Olympic vào đây luôn. Đây sao. Này, dòng khoan này. Khoan còn đá ok nha mọi người, khoan còn đá ok. Chỉ có mấy cái phần su này thì nó hơi bị vụn rồi. Đấy, phần su nó hơi bị vụn. Đấy. Đây này. Mọi người cái này về mọi người có thể nhỏ keo, nhỏ keo vào cho nó cứng hết cái su lại chứ nó bị khô vụn nha mọi người. Bị khô vụn đấy, mình chỉ cho mọi người thế. Còn phan thì còn đá ok. Phía trước này thì mấy cái phan này là phan không đá nha mọi người. Đấy. Nhỏ quá nên người ta không để đá vào nữa, người ta làm phan kim loại trơn luôn này. Đấy. Đọc mạnh một đỏ, hai, ba, bốn,
5 6 7 lóng tất cả nha mọi người, 7 lóng. Cái cần này dài 5 mét, thu vào 85 cm, đường kính độc đỉnh của nó 1,2 ly, cân nặng là 310 g. Cái cần này cần số số 10. 350.000. Số 10 350.000 nha mọi người, 350.000. Số 11 này. Cần Olympic. Số 11 cái cần Olympic. Chất liệu là phíp. Ngoại hình của cái cần này thì 90-95% trở lên. Đấy. Bát Fuji FS6. Vàng phan, phan kim loại này. Ok luôn nha mọi người. Đấy. Đòn khá là mạnh nhé. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, 5 lóng, 6 lóng, 7 lóng tất cả nha mọi người, 7 lóng. Cần này dài 5m1, thu vào 83 cm, đường kính độc đỉnh 0,7 ly, cân nặng 360 g. Cái cần này cần số 11 260.000 nha mọi người. Tiếp theo cần số 12. Số 12 cái cần này thì giờ không nhìn rõ là cái hãng gì rồi nha mọi người. Chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng 90% rồi đây. Đấy. Nhưng mà theo như mình nhìn thì cái đế này là cái cần này cần đai qua nha mọi người. Đế này cần cần đai qua. Đấy. Cái đế này chỉ cần đai qua thôi. Đấy. Nhưng mà giờ nó mất tem rồi thì mình chỉ biết nói lại thôi. Đây, dàn phan của nó, phan kim loại. Đấy. Phan kim loại còn ok. Đọc rồi. Đọc mảnh rồi. 1 2 à, phan này mất một cái phan nha mọi người. Một cái phan này nó bị hư nè, có một cái phan bị hư nè. Chất bị carbon không ta. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu lóng nha mọi người, sáu lóng. Sáu lóng tất cả. Bát thường. Đây, cần này dài 4m4, thu vào là 90 cm, đường kính độc đỉnh 0,7 ly, cân nặng 260 g. Này số 12. 12 200 nha mọi người, 12 200. 12 giá 200. Tiếp theo số 13 là một cây cần lua, cần lua,
cái cần này Fenwick nha mọi người, cần Fenwick, lure Fenwick này, dòng Bronix, dòng này đặc biệt nha mọi người, đây, này, phiên bản đặc biệt, đây là 6 feet thì tương đương với 1m8 nha mọi người, 1m8, đây, lure. Một trên 32, 3 trên 16, ô giấy là lua của nó mọi người, lua đây nè, lai là 2 đến 8 lb mọi người. Đấy, thông số của nó chỉ có thế thôi. Cái cần này của Phoenix Taiwan nha mọi người, Phoenix Taiwan xuất Nhật đấy, thằng này là Taiwan xuất Nhật, thường Phoenix thì USI, nhưng mà cần này là của Phoenix Taiwan xuất Nhật đấy. Cần này chỉ có một khúc như thế này thôi nha mọi người, một đoạn như thế này thôi đấy, phang này vàng đẹp này, một phang, hai phang, ba phang, bốn phang, năm phang, sáu phang và một đầu bu, sáu phang một đầu bu nha mọi người. Đấy, phần này dài 1m8 này, dài 1m8, cái đọt của nó là 1,5 ly mọi người, đọt 1,5 ly, cân nặng 100g thôi, cân nặng 100g. Còn này số 13. 13. Cái cần này 650.000 nha mọi người, 650.000. 13 650.000. Tiếp theo là một cây lua Abu Garcia này, Abu Garcia dòng Hornet nha mọi người, dòng Hornet này, thông số của nó line là 4-12 lb, lua là 1-16, 1-2 ô giấy. Quay lúc nãy mình quay uống đi. Đấy, giờ bằng cái này. Đấy, cái này nó không thấy ghi xuất xứ nha mọi người. Đây, nó ghi chỉ toàn chữ Nhật đây. Chữ Nhật không đây. Cái mã của nó HX661L. Đấy, chuẩn cái L nha mọi người. Đấy, một phan này. Này của máy đứng, hai phan, dùng máy đứng nha mọi người, lua máy đứng. Ba phan, bốn phan, năm phan, sáu cái phan, bảy phang và một đầu bu. Đấy, này, phang nó ghi rõ chữ Fuji luôn này. Đấy, Fuji luôn. Cần này dài 1m95, thu vào là không có thu. Cần này là một đoạn y nha mọi người, nó có cái đột là 1,6 ly, cân nặng là 110g, cân nặng 100g nhé. Đây cái cần số 14 800 nha mọi người. Đây,
cái cần số 13 này, cần số 13 cũng Fuji nha mọi người ha. Bát Fuji. Phan Fuji chứ. Phan Fuji. Này, mình uống thử cái đọt cần số 13 cho mọi người xem. Tiếp theo số 14 là cái cần 3 khúc. Cần câu lục 3 khúc nha mọi người. Cần câu lục 3 khúc. À, 3P nha mọi người. 3P. 3 khúc. Cái cần này á thì chất liệu là fib nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này thì khoảng 90-95%, 90-95%. Đấy. Đó đẹp. Cái cần của hãng NFT này. Này. Cái đọt của nó. Đấy, đọt nó rất là to nha mọi người. Đấy, cứng ngắc luôn. Nó cao lực, lực lớn. Đấy. Còn được to. Đấy. Phan, dàn phan còn ok nha mọi người. Phan còn ok. Đấy. Bát thường này. Đấy. Phan còn ok. Phan còn ok hết nha mọi người. Đây. Cái cần này dài 3m9. Thu vào là 1m37, đường kính độc đỉnh là 3,2 ly, cân nặng là 600 gram. Thằng này câu lục 3 khúc rồi, câu lục 3 khúc. Thằng này số 15 450.000. 15 450.000 nha mọi người. 15 450.000. Còn y cái túi của nó luôn. Rồi, túi NFT. Còn có thông số gì đây? 39.3. Thu vào là 1m37. Y mình đo luôn. Còn có đi về cái gì, thông số gì đây? Cái gì đây chịu? 630. À, chắc là nặng 630 gram. Còn 25 này là cái gì không biết. Chịu. Đấy, có nhiều cái cần mà thông số nó ghi trên cái hộp chứ nó không có ghi trên cái cần. Ủa thế. Bây giờ mình phải tự xử. Mua đồ mới dễ đọc thông số chứ mua đồ cũ thì ngửi biết rồi. Tiếp theo. Quay đi cho mọi người thấy. Cái cần gần bóng khúc nha mọi người. Đấy, cần bóng khúc. Rồi, cần bóng khúc. Mình lấy ra cho mọi người xem từng khúc luôn. Xem từ đầu lên tới cần này của NFT mọi người. Đây. Cần này của NFT mọi người coi này, to này. Đó, bàn tay mình cầm vào. Nắm tay luôn. Ghi 5m4 này, 4 khúc này, 5m4, 4 khúc này. Đấy. Cái bát của nó là bát vặn nhé, bát vặn kim loại này, cứng cáp lắm. Đấy. Phan cuối này, cái phan cuối này. Đấy. Đấy, cái nhựa chỗ này có hơi bung nha mọi người, nhựa đồ chỗ này có hơi bung, hơi rách. Đấy, quả hình của cái gần này khoảng nước sơn thì còn đẹp. Chỉ có là mấy cái nhựa khúc cuối này hơi bị bóc thôi. Đấy. 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 Phan kim loại còn ok nhé. Đấy, nó chỉ bị dơ đất này, dơ đất này, rửa là nó sạch. Đấy. Phan này nó không dỉ nha mọi người, phan inox không dỉ này. Đấy.
thì công mới nằm mới sao. Đấy. Rồi. Cái đọt của nó đây. Đây, đọt của nó đây. Ok. Đấy, đọt. Này, đầu bu này. Ok. Ok nhỏ ơi. Cái cần này dài 5m4, thu vào là 1m5. Đường kính độc đỉnh của nó là 2,5 ly, cân nặng của nó là 1 lạng 260g cho mọi người. À, 1 ký 260g. Rất là nặng. Biết cái cầu cái gì đây nè. Cái đằng này là số 10 mấy rồi ta? Số 16. Bốn trăm năm mươi nghìn. Tiếp theo cần số 17. Số 17 thì cần RYOBI nha mọi người. Cần RYOBI thì cần là thì ngoại hình thì nước sơn nó hơi bị xước mặt rồi. Nhưng mà dàn phan rồi mình thấy ok, cần hai khúc nhé, hai khúc phan với lại bát thì vẫn còn ok, vẫn còn vặn được, ok, nó chỉ bị hang hang thế này mình đánh là nó sạch thôi. Đấy. Đấy. Dàn phan còn ok nha mọi người. Rồi đây có một cái lỗ trên này là nó bị gãy một cái đoạn đọc bên này, nó gãy một cái đoạn nha mọi người. Về mọi người có thể thay đoạn tới chỗ này làm đoạn đọc cũng được, thay một cái đầu bu vào đây. Thay một cái đầu bu hoặc chẳng hạn mọi người chế đây thành đầu bu luôn được. Đấy, tùy mọi người nhé. Ok. Thằng này chắc liệu là phíp thôi. Cần này dài 2m4, thu vào 1m26, đường kính của cái đỉnh là 1,6 ly. Cân nặng là 280g. Đây là cây số 17 150.000. Tiếp theo cần số 18. Số 18 nha mọi người. Số 18 là cái cần 3 khúc, hiệu gì thì cũng không thấy tên nữa rồi, nhìn giống như kiểu Olympic á, nhưng mà giờ không thấy tên nữa rồi. Cần này chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu phíp. Ngoại hình của cái cần này khoảng 80%. Đấy, nè. Đang bát vặn, cần này Olympic hay LFT gì đó. Bá đạo như thế này chỉ có đường đường Olympic NFT gì thôi. Đấy. Phan còn ok nhé. Thằng này nó chỉ có 4 phan và 1 tabu thôi nha mọi người. Thằng hàng thế này về đánh thôi nhé. Vẫn còn đá rồi ok nha mọi người. Cần ba khúc, cần này dài 3m, thu vào là 1m03, đường kính của nó là đường kính của cái đỉnh là cái đọc là không
là 2,8 ly, cân nặng là 410 gram. Này số 18. 18. 250.000. 18 250.000 nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ giúp mình số điện thoại bán hàng đó là 0786 555 5599. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Mọi người mua hàng thì mình sẽ ship code. Ship code đó là ship hàng tới nơi thì mọi người xem hàng xong mọi người trả tiền hàng và tiền ship xong mọi người nhận hàng nhé. Và một lưu ý đặc biệt đó là trước khi mọi người nhận hàng phải kiểm tra hàng cẩn thận xem có bị bể vỡ hay là sai sót gì không. Đấy. Rồi nếu như gặp trường hợp gì thì báo cho mình ngay lập tức giờ đó luôn nha mọi người, có thể hoàn hàng hoặc trả hàng như thế nào đó ngay lúc đó, còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà đã nhận hàng rồi với báo cho mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.